thì nó nhấn mạnh lại một lần nữa với chúng ta là chúng ta có chiến thắng trong kỳ thi sang năm hay không là phụ thuộc vào cái môn hình này. Môn giải tích các em làm điểm tối đa của nó hơi khó, nhưng mà môn hình nó có những câu vừa phải nằm trong tầm tay. Chúng ta tiếp tục với cái chuyên đề là đường vuông góc với mặt mô đun số 4 phép siêu vuông góc. Thì cái phép siêu vuông góc thì nó định nghĩa như sau: cho cái đường thẳng delta vuông góc mặt phẳng alpha, phép chiếu song song theo phương delta lên mặt phẳng alpha được gọi là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng alpha. Hóa ra phép chiếu vuông góc là trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song mà thôi. Tức là khi phương chiếu mà vuông góc với lại mặt phẳng chiếu thì cái phép chiếu song song đó nó trở thành phép chiếu vuông góc. Hiểu chưa? Chứ không phải là chiếu vuông góc thì anh chiếu vuông góc mà anh nó chiếu gì thì chiếu nó vẫn phải chiếu thẳng xuống cái mặt phẳng chiếu. Chứ không phải là chiếu song song, nhiều người hiểu chiếu song song là phải cái phương chiếu nó song song mặt phẳng nó chết. Trường hợp đặc biệt. Lúc này thì chúng ta sẽ thay một cái số từ là phép chiếu lên mặt phẳng alpha, thì chúng ta sẽ thay bằng cái gọi là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng alpha vân vân, tức là nó bớt cái từ vuông góc đi để chúng ta hiểu hình chiếu trên mặt. Thế nhưng mà một số giáo viên vẫn dùng rõ cái từ vuông góc để cho nó đỡ bị nhầm. Được chưa? Đây là thống nhất với ký hiệu. Thế thì vì phép chiếu vuông góc là trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song khi mà phương chiếu nó vuông góc với mặt phẳng chiếu, cho nên là nó phải mang tất cả các tính chất phép chiếu song song. Trong sách giáo khoa của các em thì người ta ghi một câu rất là ngắn gọn là như câu thầy vừa nói, như câu thầy vừa nói là cái câu gì, là cái câu đâu đó, câu nhận xét của nó là chấm chấm chấm. Phép chiếu song song, phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng là trường hợp đặc biệt của phép chiếu song song nên có đầy đủ các tính chất của phép chiếu song song. Các tính chất đó là gì thì sách giáo khoa không nêu ra, như vậy chúng ta phải tự tra ngược lại. Thế để thuận lợi cho các em việc nghiên cứu thì thầy giáo nêu luôn ở đây. Tính chất thứ nhất là phép chiếu vuông góc biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của 3 điểm đó. Tính chất thứ hai, phép chiếu vuông góc biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng. Tính chất thứ ba, phép chiếu vuông góc biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau. Tính chất thứ tư, phép chiếu vuông góc không làm thay đổi tỉ số độ dài của các đoạn thẳng nằm trên hai mặt hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau. Tức là ví dụ như nó bảo là trung điểm thì vẽ ra phải đúng là trung điểm. Đấy. Rồi, đấy, sách giáo khoa nó chỉ có thế thôi, sau đó nó đưa sang luôn là định nghĩa góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thế mình thì không, mình học thì không, mình phải học theo kiểu chuẩn chỉ hơn. Ví dụ minh họa. Có thể vật này ở trên lớp các em học rồi, nhưng mà ví dụ này thì chắc chắn là chưa có. Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD là hình bình hành, SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. À, câu 1, tìm hình chiếu của SB, SC, SD trên mặt phẳng ABC. Xin mời. À, câu thứ hai, tìm hình chiếu của SC trên mặt phẳng SAB, trên mặt phẳng SAD. Xin mời vẽ hình. Cho đây là hình bình hành nha, mẹ cẩn thận nha. Riêng môn hình thì mình phải học rất là kỹ, sau này nó nhàn. Còn môn giải tích thầy nói rồi, bây giờ nó không còn gì cả, đề nó rất là đơn giản.
để các bạn ở trên lớp xong hôm nào tao quay lại tổng tập một buổi chấp các bạn một mắt, nhưng mà riêng hình ấy mà chúng ta học là không phải một sớm một chiều khắc phục được. Rồi bây giờ mình vẽ hình bằng tay, sau đó mình vẽ hình bằng máy. À, nếu không có gì thay đổi thì tuần sau chúng ta sẽ học trực tiếp. Nếu thầy nó quên không thông báo lại chúng ta phải hỏi lại. Tuần này thì thầy cũng định cho các em học trực tiếp, nhưng mà vì thầy học quên mất cái webcam trên Hà Nội thì mấy bạn học online sẽ không học được cho nên chúng ta vẫn tiếp tục học online. Anh chị lớp 12 thì được ưu tiên hơn một chút. Đấy là hình bình hành, đấy là hình bình hành thì vẽ giống như buổi trước. Góc dao động từ 30 cho đến 45 độ, à 60 độ. Nó bảo vuông ngày A nhưng mình cứ thế này mà chiếu. Tất nhiên sau này đi thi ấy, thì nó sẽ vẽ sẵn một cái hình cơ bản, cơ sở trước. Sau đó đề bài nó yêu cầu gì mình sẽ phải vẽ thêm. Đấy. Rồi. Tìm hình chiếu của SA, SB, SC, SD lên trên mặt phẳng ABCD. Muốn tìm được hình chiếu của một cái đường thẳng xuống cái mặt phẳng ấy, thì mình phải về mặt nguyên tắc là mình phải muốn tìm hình chiếu của đường thẳng về mặt lý thuyết ấy là như này. Về mặt luôn lý thuyết ấy, muốn tìm hình chiếu của góc của một cái đoạn đường thẳng A này lên trên một cái mặt phẳng B là chúng ta phải lấy hai điểm này chúng ta dựng xuống. Nhưng trong thực tế nó có một trường hợp đặc biệt là nếu như mà nó đã cắt rồi, nó đã cắt rồi, thì chúng ta chỉ cần tìm hình chiếu của một điểm ở trên này thôi. Đấy, làm bài sau này nó sẽ giới thiệu hai kịch bản. Một là nó lửng lơ con cá vàng, là chúng ta phải lấy hai cái điểm AB trên này, chúng ta dựng vuông góc xuống. Đấy. Là hình chiếu vuông góc của cái đường thẳng BA chính là cái đường thẳng A phải với vậy. Nhưng mà nếu mà một số trường hợp đặc biệt mà nó cắt như thế này thì chúng ta chỉ đi tìm hình chiếu của một điểm trên này là đủ. Đó, nó cắt tại điểm C thì cái hình chiếu của AC sẽ là HC. Vậy với gợi ý như thầy giáo nói ở trên, mà các em phải lưu ý trong hai trường hợp thầy giáo nói nhé. Nếu như nó cắt thì chúng ta chỉ cần tìm hình chiếu của một điểm thôi. Còn nếu như mà nó lửng lơ con cá vàng, chúng ta phải tìm hình chiếu của hai điểm. Rồi, làm tiếp đi. À, trong bài này nó có chi tiết ở đây. Đây rồi. Đề bài cho chúng ta là SA vuông góc đúng không? Rồi. SA vuông góc thì có nghĩa là hình chiếu của S xuống mặt phẳng ABCD chính là điểm A. S chiếu xuống điểm A không? Đấy, cái câu này thì có nghĩa là hình chiếu của S chính là điểm A không? Tiếp tục mình xem là con này như thế nào. SA, SB, SC. Như vậy hình chiếu của SA chính là một điểm A thôi. Cho nên cái định lý trong sách giáo khoa, tính chất trong sách giáo khoa là chưa chuẩn đâu. Đấy. Riêng cái trường chiếu vuông góc của một đường thẳng có thể là một điểm nếu như cái đường thẳng đó trùng với đường phương chiếu, tức là nếu cái đường thẳng đó mà trùng với phương chiếu thì hình chiếu của một đường thẳng là một điểm, đúng một điểm. Trong bài này là hình chiếu của SA là điểm A, khủng chưa? Rồi thế còn SB, SC, SB, SC và SD thì nó đều cắt. À, SB này hình chiếu của S là được điểm A này,
Con B nó nằm trên rồi thì chiếu của B chính là B. Con C nó nằm trên rồi chiếu của C chính là C. Còn D nó nằm trên rồi chiếu của D chính là D. Em đừng coi thường những cái bài đơn giản đấy nhé. Chính vì giáo viên ở trên lớp không nói những bài đơn giản này cho nên chính các em mới không hiểu được hình chiếu đâu ra. Đầu tiên là hình chiếu. Được chưa? Rồi, tất nhiên cái chỗ này thầy giáo về sau thầy sẽ bổ sung, thầy giáo có thể gửi cho chúng ta. Hình chiếu của một điểm là muốn tìm hình chiếu của góc của một điểm là chúng ta hạ góc nó xuống. Thì nếu như nó nằm trên rồi thì hình chiếu của nó là chính nó. Thì còn nếu không nằm trên thì chúng ta hạ góc xuống. Đấy. Rồi hình chiếu của đường thẳng thì nó rơi vào hai kịch bản. Kịch bản lần lơi con cá vàng như thế này thì là ta phải đi tìm hình chiếu của góc của hai điểm bất kỳ ở trên này. Còn hình mà nó cắt thì nó chỉ tìm một điểm thôi là đủ. Thế thì trong bài này hình chiếu của S chính là A, cho nên hình chiếu của đường thẳng SA chính là điểm điểm A duy nhất. Thì còn hình chiếu của SB chính là AB, hình chiếu của SC chính là AC, hình chiếu của SD chính là AD. Cái hình chiếu rất quan trọng nhé. Ví dụ sau này nó hỏi là tìm góc giữa SA, SB, SC và SD với lại mặt phẳng đáy. Anh không biết hình chiếu thì làm sao anh tìm được góc? Cho nên cái bài này mặc dù nó là bài rồi bài muỗi nhưng lại giúp chúng ta xác định được góc trong cái phần tiếp theo, xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Em hiểu chưa? Đấy. Ví dụ của thầy là ví dụ chết người, toàn những ví dụ quan trọng. Được chưa? Thế là hiểu chưa nào? Thế bây giờ trình bày vào kia thôi. Đơn giản thôi. Trình bày vào thì làm mà rằng là rất đơn giản. Vì SA vuông góc mặt phẳng ABCD cho nên hình chiếu của SA, SB, SC, SD trên mặt phẳng ABCD lần lượt là AB, AC, AD hết. Bây giờ cái câu khó hơn của chúng ta là tìm hình chiếu của SC, SC trên mặt phẳng SAB. Đấy. Câu này nó mới đau, câu này nó mới... Thầy giáo nhắc lại là cái bài hình chiếu này liên hệ mật thiết với góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Cho nên nếu như chúng ta mà làm về hình chiếu không được tốt là xác định góc rất đứ đừ. Các em phải làm những bài dễ, siêu dễ mà thầy giáo gợi ý trên bảng. Thì sau này nó hỏi câu là xác định góc giữa SC và mặt phẳng SAB. Anh không tìm được hình chiếu lấy đâu anh tìm được góc? À tôi chết. Quên. À, cái câu thứ hai thì phải dựa vào cái này, không phải là hình bình hành nhé, mà phải là hình hình chữ nhật hoặc là hình vuông mới được. Quên mất, phải là hình vuông. Bài này cho hình chữ nhật, thầy giáo xin lỗi. Tức là lúc đầu chủ đích của thầy chỉ là lấy ví dụ A phần câu 1 thôi, nhưng mà thầy lại hỏi thêm câu sau, mà muốn có câu sau thì phải là hình hình chữ nhật. Đề này do thầy ra mà, không phải của ở đâu đâu. Thầy là người ra đề, sau khi phát hiện ra sai lầm thì phải sửa lại. Nếu làm câu A thì chỉ cần là hình bình hành, nhưng mà muốn qua câu B thì phải là hình chữ nhật hoặc là hình vuông. Sửa lại đi. Hình chữ nhật. Hình bình hành thì chỉ cần câu A đấy nhá. Câu A chỉ cần là hình bình hành. Cái đề này là do thầy ta không, ta có quyền sửa. Trông thế thôi, bài này là hỏi xác định góc là thành bài thi của lớp 12 đấy em. Ví dụ xác định góc giữa SC và mặt phẳng SBAB là thành câu mức độ 2 của chương trình lớp 12. Đấy là vị trí tầm quan trọng thầy nói rồi, hình học lớp 11 cực kỳ quan trọng. Hôm nào mà thi xong lớp 12 thầy giáo gửi cho các em xem cái đề dính bao nhiêu câu của lớp 11 để chúng ta biết được là cái chiến lược ôn tập học của chúng ta là quan trọng. Còn mấy cái câu mà trong sách giáo khoa về môn giải tích có vấn đề gì nha, chúng ta sẽ chiến đấu đơn giản. Bây giờ là cái câu thứ hai là chúng ta cần phải tìm hình chiếu của SC trên mặt bằng SAB. Nào, phân tích. Em phải phân tích. Tóm lại thì nó vẫn phải quy về hình chiếu của một điểm đã. Cái này đúng rồi mà. Khóa xong thì biết đánh máy kỹ hơn, còn khóa này thì nói bằng mồm.
Câu trông thế thôi mà câu 2 đầy người không làm được. Tất nhiên là trên mặt bằng SAB thì làm thế nào? Trên SAD làm tương tự. Bây giờ chúng ta cần phải chiếu hình chiếu của SC trên mặt bằng SAB. Chúng ta phải xem là nó có cắt tại điểm nào không đã. Nếu nó cắt rồi thì bớt đi một điểm. Thế thì SC với lại SAB thì đương nhiên là nó có điểm S rồi, cho nên hình chiếu của S là chính S. Cho dù nó chiếu theo kiểu gì thì S nó vẫn là S. Không thể, vì S nó nằm trên mặt phẳng này. Thế chúng ta phải tìm xem mà. Còn C chiếu đi đâu? Nó chiếu thành điểm nào? Ai phát hiện ra? C chiếu được điểm nào? C chiếu được điểm nào thì mình phải điền vào trong bài mình biết được. Hình chữ nhật là gì nhỉ? Hình chữ nhật thì nó có những cái góc vuông. Vuông đây, vuông đây, vuông đây, vuông đây, vuông đây. Rất nhiều góc vuông. Thế là xong rồi cái gì? Có phát hiện ra gì không? À, Hồng Anh phát hiện ra chưa? Không, hai ba thầy là sẽ chiếu thành ở điểm D ạ. Chiếu xuống mặt phẳng SAB trước. Chiếu mặt ạ. SAB thì được điểm B. Đúng rồi, tại sao? Vì cả hình chữ nhật ABCD thì có BC sẽ vuông góc với AB. Mà ta có SA lại vuông góc với mặt phẳng ABCD, suy ra SA sẽ vuông góc với AB. À, vuông góc với BC nên từ đó suy ra được BC sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB. Đúng rồi, chứng minh thế là chuẩn đấy. Những cái câu này lên lớp 12 cái phương pháp chứng minh của nó vẫn còn gặp lại nhé. Những cái ví dụ của thầy đều là ví dụ rất thường gặp, rất hay gặp khi nó cho là hình vuông hoặc chỉ hình chữ nhật. Hình bình hành thì không chứng minh được cái này nhé. Hình bình hành thì không có câu B. Như vậy là chúng ta sẽ có thế này: xuất phát từ SA vuông góc mặt phẳng đáy ABCD. Cái này là theo giả thiết. Cho nên chúng ta sẽ suy ra SA vuông góc với BC. Một đường thẳng vuông góc một mặt phẳng thì vuông góc của mọi đường trong mặt phẳng đó. Đó, đúng chưa nào? Rồi, bây giờ ta viết ngược lại nhé. BC vuông góc với SA. Rồi, BC lại vuông góc với AB nữa. BC vuông góc với AB. Theo giả thiết, đề bài nó bảo là hình chữ nhật. BC vuông góc với AB. Do tứ giác ABCD là hình chữ nhật. BC vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau. À, thế thầy hỏi bạn Hồng Anh một câu nữa là các thầy cô ở trên lớp từ hai cái này đã suy ra được luôn là BC vuông góc với mặt phẳng SAB hay không, hay là phải nói rõ là SA và SB cắt nhau? Em thấy là lớp em thấy viết luôn thế. Được rồi, thực ra là theo sách giáo khoa theo chuẩn ấy. Đấy, hiểu chưa? Thầy phải bảo trình bày đầy đủ để sợ các em bị thiệt thòi trừ điểm thôi, chứ còn thầy đã xem nó sách giáo khoa rồi, cứ có hai thằng vuông góc với nhau là nó suy ra vuông góc mặt phẳng ngay. Đấy. Ví dụ là ở trang 102 dòng thứ 7 từ trên xuống. Đấy. Có dòng 6 phát suy ra dòng 7 luôn. BC vuông góc SA, BC vuông góc AB suy ra BC vuông góc mặt phẳng AB luôn. Đấy. Đấy. Cho nên là còn nếu như giáo viên ở trong lớp nào mà bắt buộc phải viết cái đấy thì các em phải theo, đừng lên cãi hay gì cả. Nó thiệt thòi về các em. Còn đúng ra trong sách giáo khoa nó đã viết thế rồi thì là mình được quyền. Như vậy là BC sẽ vuông góc với mặt phẳng. Đấy, BC vuông góc nó viết rồi. BC vuông góc SA này, BC vuông góc với AB này. Rồi, viết như này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hình chiếu của C là điểm B. Đúng chưa? C là điểm B. Đấy, thế là câu này, bài này được giải xong rồi. Từ đây chúng ta sẽ suy ra, đấy các em nhìn thêm này. S chiếu xuống, à, SAB là điểm S, C vuông góc CB mà vuông góc mặt phẳng này, như vậy là chiếu xuống thì chính là điểm C chiếu xuống là điểm B. Từ đây chúng ta suy ra hình chiếu có chữ vuông góc thì ghi, mà không thì thôi nữa. Hình chiếu vuông góc trong sách giáo khoa nó quý ước là không biết đâu. SC xuống mặt phẳng SAB thì chính là cạnh SB. Hết.
Đấy, câu này được giải quyết xong một câu tiếp theo các em làm tương tự. Các em tự làm hình chiếu của SD à, của SC trên mặt phẳng SAD là gì? Chúng ta tự làm. Chúng ta sẽ có 2 phút để hoàn thiện nốt. Cố gắng nhé, những ví dụ của thầy là bám sát cái này và nó không chỉ là cho bài ngày hôm nay mà nó còn phụ thuộc cả cái bài xác định góc giữa đường và mặt sau này nữa. Đấy. Tự viết là nó nhớ được mà, ví dụ của thầy tuy nó dễ thật nhưng mà sau này còn dùng nhiều lắm. Đặc biệt là câu thứ hai sau này nó bảo ví dụ xác định góc giữa SC và mặt phẳng SAB, ứ người ra không biết xác định góc thế nào cả, phải xác định hình chiếu vuông góc xuống thì mới xác định được góc. Sau này thì lên lớp 12 thầy sẽ dạy cho các con này cái một phương pháp nữa để giải bài này là dùng phương pháp tọa độ, nhưng lúc đấy chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ trước mắt là phải đối phó, một là học tốt cho chương trình lớp 11 đã, để sau này có những cái bài mà tương tự như thế chúng ta có biết làm. Cái module số 4 trong sách giáo khoa viết rất là ngắn, có 3 trang hay hơn 2 trang đấy, nhưng mà thầy đây thì thầy phải tách ra thành dài, các em phải hiểu được bản chất các em mới chiến đấu với những câu khác khó hơn, hiểu được câu dễ thì mới làm được câu khó. Xong chưa? Rồi, câu còn lại hoàn toàn tương tự đúng không? Đó là hoàn toàn tương tự, tức là gì? Là SA nó sẽ vuông góc với CD, tức là viết ngược lại là CD vuông góc SA, CD lại vuông góc AD, CD vuông góc với SA là do SA vuông góc với đáy, CD vuông góc với AD là do cái tứ giác này chị ạ. Như vậy là suy ra CD sẽ vuông góc bằng SAD, thế là hình chiếu của C chính là điểm D. Như vậy là hình chiếu của S lại là chính S rồi, vậy thì nó sẽ là hình chiếu của SC trên mặt phẳng A, SAB, SAD chính là SD. Bài toán đã giải quyết xong. Sau này thì câu này có thể chuyển lên câu hỏi trắc nghiệm ngon lành. Hình chiếu vuông góc của SC xuống mặt phẳng này là cái gì? À, là SB, SA, thậm chí là chỉ có mỗi một điểm thôi ạ. Phương án gây nhiễu. Nhá, câu này về sau chuyển lên câu hỏi trắc nghiệm dễ dàng. Như vậy, à, ví dụ trên đã được giải quyết xong. Khi người ta trình bày vào thì nó rất là ngắn ở đây thôi. Nhưng mà vấn đề viết phải viết sao các em hiểu tại sao và tại sao thì đó là vấn đề. Rồi, như vậy ví dụ 3 và 1.1 được giải quyết xong. Tiếp theo là định lý ba đường vuông góc. Định lý ba đường vuông góc. Định lý nó phát biểu nó khá dài và rất khó nhớ. Cho được thằng A nằm trong mặt bằng alpha và điểm B không thuộc alpha, đồng thời không vuông góc với alpha. Gọi B phải là hình chiếu vuông góc của B trên alpha. Khi đó A vuông góc với B nhỏ khi và chỉ khi A vuông góc với B phải. Nói thật là cái định lý này các em học mà thuộc được thì là chuyện lạ. Nhưng mà thầy dạy các em một cách nhớ nhanh. Nó là một đường thẳng vuông góc với hình chiếu khi và chỉ khi nó vuông góc với đường xiên của hình chiếu đó. Chúng ta hãy chép cái cách, cả cái cách nhớ nhanh vào. Một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng vuông góc với hình chiếu khi mà chỉ khi nó vuông góc với đường xiên, nghe rất là khó nhớ thì mình chịu được, cứ ghi đi chốc nữa vào ví dụ thì nó sẽ nói.
Thậm chí với cái ví dụ bài lúc trước cũng có thể làm được. Bài này chẳng hạn nó bảo là chứng minh là BC vuông góc với SA à, SB thì là chính là dụng nghĩa ba đường vuông góc ấy. BC vuông góc với hình chiếu AB suy ra nó vuông góc với đường xiên. Ví dụ của thầy hình như chính là bài này luôn. Đấy. Đây, gần giống. Cho hình chóp SABC tam giác ABC vuông tại B và SA vuông góc mặt phẳng ABC, chứng minh rằng BC vuông góc mặt phẳng vuông góc với lại SB. Thì mà vẽ hình giải. À, bây giờ là phải làm sử dụng cái định lý đã cơ. Tất nhiên nếu như chúng ta học tốt, chúng ta có thể tránh cái định lý ba đường vuông góc này, tức là cũng chẳng cần phải nhớ định lý ba đường vuông góc đâu. Định lý này nó là hay nhưng nó chưa phải là tất cả, có thể bỏ qua. Chúng mình nhỉ, dài hơn một chút cũng được, không có là gì. Có nó thì ngắn nhưng mà không có nó thì nó cũng không đến được mức độ chết. Vuông tại B mà chứng minh khác và vuông tại C chứng minh khác, chết giả chết đâu. À, bây giờ vẽ hình này sau đó phân tích để chứng minh. Nói chung là nhất là những cái bài mà nó có cái đường thẳng nào mà vuông góc xuống. Định lý ba đường vuông góc mà không học cẩn thận thì hóa ra là quá khó. Đề bài cho chúng ta là SA vuông góc ABC này. Đấy, thì như vậy là chỗ này là sẽ vuông và chỗ này cũng sẽ vuông nốt này. Tiếp tục BC vuông góc là chỗ này là vuông này. Rồi. Xong rồi đấy. Như vậy chúng ta sẽ chứng minh theo cách thứ nhất là như này, đã có SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Đây là giả thiết nhé. Thế thì cái thằng BC này, này cái thằng BC thì nó nằm ở trong mặt phẳng bên phải. BC nằm trong mặt phẳng này. Đấy. Thế thì BC nó là hình chiếu của cái gì? À quên. Đề chúng ta đang phải chứng minh BC vuông góc với FB. FB nó có hình chiếu là gì? Thì như viết như thế này thì có nghĩa là hình chiếu của S là điểm A. Vậy hình chiếu của B là điểm B. Đúng không? Vì sao? Bởi vì SA vuông góc với đáy này. Thì hình chiếu của nó thì đương nhiên phải là điểm A. Thế còn điểm B nó nằm trên cái mặt phẳng này, hình chiếu của B là chính nó. Đúng không? Rồi. Như vậy cái SB này chính là đường xiên. Đường xiên. Còn AB chính là hình chiếu. Và chúng ta sử dụng cái định lý ba đường vuông góc như trên. Chúng ta sẽ ra trong một nốt nhạc. Đã gợi ý xong. Thế nhá, S chiếu vuông góc xuống thì nó được điểm A, B thì nó là được điểm B luôn, bởi vì khi B nằm trên đường thẳng anh cũng kéo kẻ kiểu gì nó chẳng đi qua B. Đúng chưa? Rồi. Đấy, thế thì chúng ta vừa mới có cái định lý ba đường vuông góc là một đường thẳng nó vuông góc với hình chiếu khi và chỉ khi nó vuông góc với đường xiên. Thì bài này thì BC vuông góc với hình chiếu. Hình chiếu BC vuông góc với AB thì nó phải vuông góc với đường xiên còn gì nữa. Bài toán đã giải quyết xong. Trong một nốt nhạc đúng chưa? Nhưng mà trình bày thì nó không giống như thế, nó phải khác một chút. Bây giờ các em phải hiểu là hình chiếu vuông góc của SB chính là AB đã. Thì muốn nói gì thì mới nói được. Muốn áp dụng được định lý ba đường vuông góc thì phải có một cái đường thẳng vuông góc với mặt phẳng mà chứa chứa một trong hai cái đường cần chứng minh, nó phải chứa trong đấy thì mới dùng được. Thế thì cái SA nó vuông góc mặt phẳng ABC, ABC là nó chứa một trong hai đường đã ở trên đây này, là trong cụ thể trong bài này là nó chứa BC.
Đúng chưa? Tất nhiên đấy là cách một còn chốc với cách hai đấy. Bây giờ trình bày thì thế nào? Trình bày thì thế nào? À, thì thế này ta có SA vuông góc bằng ABC, ta giả thiết ta có SA vuông góc mặt bằng ABC theo giả thiết suy ra FP có hình chiếu trên mặt bằng ABC chính là AB đúng không? Thế mà cái cạnh BC lại vuông góc với hình chiếu thì nó phải vuông góc với ba đường xiên thế thôi. Cạnh BC vuông góc với lại hình chiếu AB, do đó nó phải vuông góc với đường xiên. Đấy, để bao nhiêu vuông góc ấy? Mặt khác, BC tất nhiên BC phải nằm trong cái mặt phẳng này. Mặt phẳng này. BC vuông góc với AB. Đúng không? BC vuông góc B là theo giả thiết tam giác vuông tại B à. Cho nên theo định lý ba đường vuông góc. Định lý ba đường vuông góc chúng ta sẽ có luôn BC vuông góc với FP, bài toán được giải quyết xong. Theo định lý ba đường vuông góc BC sẽ vuông góc FP. Đấy là cách 1. Như thế nào đã đặt vấn đề ban đầu này, định lý ba đường vuông góc là rất hay nhưng nó không phải là tất cả. Nếu như chúng ta quên chúng ta vẫn có thể có cách khác để chiến đấu được. Chẳng qua là nó tiết kiệm một đoạn. Thế nhưng tại sao thầy viết dài thế? Thầy nó viết dài để em hiểu không? À, là theo cái gì? Thì trong sách giáo khoa có khi nó viết ngắn hơn. À, cái ví dụ này có trong sách giáo khoa đâu mà viết. Được chưa? Rồi bây giờ cách thứ hai thế này. Cách thứ hai thì dài hơn một tí. Dài hơn một tí. Là đoạn đầu vẫn thế. Thầy nó sẽ sán hình xuống dưới đây và thầy nó sẽ làm cách thứ hai. Cách thứ hai thì đương nhiên là ta không dùng cái hình chiếu mà thế này ta có SA. Thực ra cách thứ hai các em sẽ dễ hiểu hơn cách một, dùng được lý ba đường vuông góc trình độ nó phải khá siêu phàm nó mới hiểu được. Ta có SA vuông góc ABC rồi. Suy ra SA vuông góc BC rồi viết ngược lại BC vuông góc với SA, BC vuông góc với AB do giả thiết là tam giác ABC vuông tại B. Đến đây thì có hai cách dùng, một là dùng hệ quả là nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh một tam giác thì sẽ vuông góc cạnh thứ ba, áp dụng hệ quả. Chả biết hệ quả của định lý nào đấy, nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh một tam giác thì sẽ vuông góc cạnh thứ ba, vuông góc cạnh thứ ba đó chính là SP. Đấy. Hệ quả là ngắn nhất. Trong trường hợp mình không hiểu cái, không nhớ cái hệ quả này thì không sao. Mình sẽ suy ra là BC vuông góc SA, BC vuông góc với EAB, từ đó ta sẽ suy ra. Đấy nhá, tức là riêng chỗ này nó lại tách ra thành hai cách. Áp dụng hệ quả. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh tam giác thì vuông góc cạnh thứ ba. Hoặc là chúng ta áp dụng này, BC vuông góc SA, BC vuông góc với AB, suy ra BC vuông góc với mặt phẳng SAB. Nhưng mà SB nó lại nằm trong mặt phẳng này. Cho nên là BC sẽ vuông góc SB hết. Được chưa? Hay quá, thế là xong. Đấy, ví dụ 2.1 đã xong. Các bác gì không? Các em phải làm được những cái câu nhỏ 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 này thì ghi hiểu rồi. Sau này vào một bài lớn chúng ta mới làm được. Hóa ra là bài này làm được tới ba cách. Tất nhiên nó còn một cách nữa là dùng tích vô hướng, nhưng mà thôi dùng phổ biến thế này được rồi. Đó, như vậy câu này được giải quyết xong. Đấy là dùng đấy, theo định lý ba đường vuông góc đúng không? Cứ chép luôn cách thứ hai vào đây cho nó mau. Cách thứ hai, cách thứ hai là cái quái gì? Cách hai trình bày cũng dễ thôi. À, có
SA vuông góc với mặt phẳng ABC nên SA vuông góc với BC. Đúng rồi, bây giờ trình bày. Dùng từ ta có nhiều món từ cái này giả thiết suy ra à, bây giờ ta có BC vuông góc SA và BC vuông góc với BC vuông góc với lại AB. Tại sao nó vuông là do tam giác ABC vuông tại B. Vuông tại B thì chả hai cái thằng này vuông góc với nhau còn gì nữa. Đấy. Từ đây chúng ta suy ra BC vuông góc với mặt phẳng. Cái chỗ này riêng chỗ này thì có hai cách. BC vuông góc với mặt phẳng chứa AB và SA. AB và SA thì chính là mặt phẳng SAB. Thế mà đường thẳng vuông góc mặt phẳng thì nó sẽ vuông góc với mặt tất cả các đường thẳng trên mặt phẳng đó. SB là thuộc vào cái mặt phẳng SAB. Suy ra AB sẽ vuông góc BC sẽ vuông góc với SB. Đấy là cách thứ hai trên. Cách thứ ba là nó giống đoạn trên nhưng mà nó khác đoạn dưới. Không biết hệ quả có định lý gì. BC vuông góc SA. BC vuông góc này. Suy ra BC sẽ vuông góc với cạnh thứ ba. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì sẽ vuông góc với cạnh thứ ba. Của cái tam giác SAB nhỉ? Đúng không SAB? SAB đúng không? Tức là thế thôi, có gì đâu. Thầy giáo đánh máy lại để cho các em dễ quan sát. Tức là trong quá trình làm bài tập, nếu như kiến thức của các em tốt thì các em có thể làm nó khác giáo viên một tí, không vấn đề gì cả. Thế còn nếu như mà kiến thức của ta không tốt, cứ giáo viên viết câu nào chép câu đấy, ngoài ra mình không tự làm, có thế thôi. Thế vì thế là trong khi làm bài tập, thầy luôn luôn giới thiệu cho các em các cách diễn đạt khác nhau. Thế lúc làm bài kiểm tra nhớ được cái nào tốt cái đấy, đúng không? Đấy, thầy trình bày lại theo hai cách khác bổ sung. Nếu một đường thẳng vuông góc đường thẳng vuông góc một mặt phẳng thì vuông góc mọi đường trên mặt phẳng đó này. Ta viết ngược lại này. Đấy. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh tam giác thì vuông góc cạnh thứ ba. Ghi rõ vào đây. Đấy. Thế này là rõ chứ còn gì nữa. Chính là sử dụng một đường thẳng vuông góc với một cạnh của tam giác. À, hai cạnh của tam giác thì vuông góc cạnh thứ ba. Rồi, bây giờ. Ui, cái gì này? À, rồi, xin mời làm ví dụ 2.2. Nó tương tự như thế thôi nhưng mà luyện cho các em để nó nhớ. Xin mời, bài vừa nãy là tam giác ABC là vuông tại B, còn bây giờ là tam giác SBC là vuông tại B, thế mới đều.
Em phải cố gắng nhá, hình thì nó vất vả nhưng mà làm nhiều vào thì nó sẽ mới thành công được. Đấy, môn hình học nó khó chịu, nó phải có một quá trình dài 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 dài. Riêng lớp mình thì được đào tạo hình rất là cẩn thận. Thầy tin rằng là các em sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn. Cái giải tích thì không vấn đề gì, giải tích thì của cái lớp 11 coi như cơ bản là ngon ngon rồi. Nào vi phân thầy nói chỉ một buổi là xong. Cái đạo hàm cấp cao cũng không vấn đề gì, đạo hàm cấp cao nó có mấy cái hàm sin cos hàm phân thức tính đạo hàm mà thầy nó sẽ dạy sau. Yên tâm các em cứ học ở trên lớp cho tốt. Riêng môn hình thì chúng ta học ở trên lớp chắc chắn là không thể được nhiều rồi. Môn hình nhưng mà nó lại sản phẩm của lớp 11 lên cả lớp 12 dùng nữa. Cho nên phải học cẩn thận. Bạn nào không hiểu có thể xem đi xem lại video clip bài giảng hoặc là hỏi thầy, đừng ngại gì cả. Hình chưa từ trước giờ chưa ai dám nói là dễ cả. Không những cái việc mà học khó, dạy cũng là khó đấy. Nào rảnh rỗi như những cái bài này thì nó thay đổi đỉnh đi, thì nó cho các em làm lại, các em làm lại được là các em nắm được hình đổi đỉnh ý, tức là thay đổi ký hiệu. Sách giáo khoa thì các thầy cô lấy những bài trên mạng, các thầy cô cũng có thể thay đổi đỉnh đi, ký hiệu khác đi. Một trong những mẹo thay đổi đỉnh, thay tên đổi họ là nhiều cách đúng không? Ví dụ 2.2 có thể sử dụng nhiều cách. Hình như nó vẫn cơ bản nó vẫn giống như cũ, chứng minh nó đảo lộn nhưng mà gì, mục đích là cho chúng ta luyện. Nói chung là có nhiều cách để bài cho SBC vuông ở B đấy, cái này vuông là có hình chiếu vuông góc rồi. Rồi đầu tiên là chúng ta sử dụng chính cái định lý và đường vuông góc. Cách một là sử dụng định lý và đường vuông góc. Thầy nói rồi, định lý và đường vuông góc nó rất quan trọng nhưng không có nghĩa là nó là tất cả. Thậm chí các bạn học giỏi nó còn bỏ qua cái định lý vuông góc và đường vuông góc cũng được. Nhưng mà thầy thì nhiệm vụ thầy là phải cũng phải dạy chúng ta, nó có thể nó sẽ giúp chúng ta làm ngắn đi một chút. À, ta có như này à, rõ ràng là SA vuông góc mặt phẳng ABC theo giả thiết. Đấy, đã có vuông góc một đường vuông góc một mặt là có phép chiếu vuông góc, như vậy phép hình chiếu vuông góc của S chính là A nhé. Từ đây chúng ta suy ra là hình chiếu vuông góc. Thêm cái câu này để các em hiểu hơn cái nội dung định lý, hiểu chưa? Hình chiếu vuông góc của FB lên ABC là chính là gì? Chính là AB. Đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta lại gọi là BC vuông góc SB. Đường BC vuông góc đường xiên thì nó phải vuông góc hình chiếu. Viết như thế này có nghĩa là BC à, SB là đường đường xiên còn AB là hình chiếu, hiểu chưa? Định lý ba đường vuông góc phát biểu cách nhớ nhanh là một đường thẳng nó vuông góc với hình chiếu khi và chỉ khi nó vuông góc với đường xiên, đúng chưa? Đấy. Mặt khác BC vuông góc với SB, giải thích lý do là do tam giác SBC vuông tại
B, giả thiết nó cho như thế. Như vậy là BC vuông góc V, đường xiên vậy BC phải vuông góc với hình chiếu. BC vuông góc với đường xiên SB. Do đó theo định lý ba đường vuông góc. Thầy viết tay bao giờ nó đầy đủ hơn. Do đó theo định lý ba đường vuông góc, một đường thẳng vuông góc với hình chiếu khi và chỉ khi nó vuông góc với đường xiên. Bài này là vuông góc với đường xiên thì nó sẽ vuông góc với hình chiếu. Định lý ba đường vuông góc. BC sẽ phải vuông góc với đường xiên. À, vuông góc đường xiên rồi, vậy sẽ vuông góc với hình chiếu. SB trên mặt phẳng ABC. Tức là BC vuông góc với AB. S. Câu này nó ẩn đi tất cả là tam giác ABC là vuông tại B. Nó ẩn đi. Nó ẩn câu đi là bằng chứng minh tam giác ABC vuông tại B. Rồi, cạnh một đấy, xong rồi, áp dụng trực tiếp định lý ba đường vuông góc. Có bạn nào thắc mắc thì cứ hỏi. Nhưng định lý ba đường vuông góc không phải là tất cả, có thể làm cách khác tránh được định lý ba đường vuông góc. Chờ, cách một đến thắc mắc gì không? Giờ, lúc đầu trình bày hơi dài một chút mình phải chấp nhận để mình thế mình mới nhớ được định lý. Cứ có một đường thẳng vuông góc à liên tưởng đến đường xiên đường xiên. Trong bao nhiêu năm từ kể từ khi thầy quay về nước thì các em là cái đối tượng là học sinh là được giáo dạy một hình rất kỹ, phải tin rằng là em sẽ đạt kết quả cao khi thi một hình liên quan, chắc chắn là sẽ cao. Mấy khóa trước do điều kiện là hay bị trục trặc nghỉ ngọ thì kia dạy không kỹ, mấy các anh các chị cũng học nó hơi yếu một hình một chút, sẽ yếu, học yếu quá rất khó dạy. Cái này nó phải một quá trình dài chứ không là một vài buổi không giỏi đâu, được chưa? Rồi đây là cách một nhé. Như thế đó là vấn đề lúc đầu định lý ba vuông góc, ba định lý ba đường vuông góc nó không phải là cứ phải học mới được. Bây giờ bài sau đây có thể tránh được, lời cách giải thứ hai có thể tránh được. Tránh ngọn lành, tránh ngay làm sao không tránh được. Cách giải thứ hai chúng ta sẽ tránh được những cái ba đường vuông góc. Nó là hay nhưng không phải là duy nhất. Là như sau. Cách hai ta diễn đạt là xuất phát từ ta có SA vuông góc mặt phẳng ABC, suy ra SA sẽ vuông góc với BC, đúng không? Bây giờ viết ngược lại này. BC vuông góc với SA, tất nhiên là chứng minh trên rồi. BC vuông góc với FB. Do đề bài cho tam giác ABC vuông góc nhập BC vuông tại B. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai cạnh tam giác thì sẽ vuông góc cạnh thứ ba. BC vuông góc với hai cạnh của tam giác. Thầy muốn viết thế để các em hiểu bài. Đấy, BC vuông góc với hai cạnh của một tam giác thì nó sẽ vuông góc với cạnh thứ ba. Do đó nó phải vuông góc với cạnh thứ ba.
Cạnh thứ ba đây là cạnh nào? Cạnh AB à. Tức là BC phải vuông góc với AB. Thấy dễ chưa? Đấy, học nhiều hình nó phải thế chứ. Ông những bài chủ qua bài dễ dễ này cũng không được chủ quan. Phải hiểu những bài dễ này thì bài khó lên mình mới thấy được. Trong cái sách giáo khoa những bài nó phải tổng hợp. Ra ra ra. Đấy là cách thứ hai. Còn cách thứ ba thì mình có thể khác một chút đoạn cuối thôi để các em thuận tiện quan sát theo đánh máy lại. Để thuận tiện cho việc quan sát chỗ này thì chúng ta đánh máy lại. Đánh máy cả hai cái nhé. Bây giờ là cách thứ hai. Cách thứ hai thì là tôi sẽ nói đánh máy thừa. Ta có SA vuông góc với mặt bằng ABC. Suy ra hoặc là vì từ thiếu gì vặt trong mình vì SA vuông góc mặt bằng này cho nên SA sẽ vuông góc với BC. Rồi bây giờ viết ngược lại là ta có BC vuông góc với BC vuông góc SA vừa nói xong. BC lại vuông góc với SB. Cái này là do tam giác SBC à, SAB. Đề bài cho thế. À đâu, SBC. SBC vuông tại B. Thế là từ đây ta suy ra suy ra là BC sẽ phải vuông góc với mặt phẳng chứa hai cái đường thẳng SA và SB. Tức là S, A, B. Do đó BC sẽ phải vuông góc với AB. Đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba thì nó chỉ đổi một tí thôi. Đổi một tí đấy. Khác nhau một tí diện thật. BC BC vuông góc với hai cạnh của một tam giác. Hai cạnh của tam giác BC vuông góc với hai cạnh của tam giác. BC vuông góc với hai cạnh của tam giác thì nó chẳng vuông góc cạnh thứ ba. Nó phải vuông góc với cạnh thứ ba. Cạnh thứ ba là cạnh nào? Cạnh thứ ba là cạnh AB đi. Xong, rồi, đánh máy xong, dịch lại. Tại vì chữ của thầy nó hơi xấu nên các em chép là rất là khó khăn nên sẽ đánh máy để cho nó đẹp. Nhưng mà chúng em nhìn ở trên màn hình thì nó giao diện của nó không giống như là Word cho nên là không phải là đánh như nào nhìn thấy ấy. Mà là phải thông qua biên dịch thì nó mới ra được. Hay không? Hình nó dễ dàng mà. Hình có thời gian học môn hình nó nhẹ cực kỳ luôn. Nếu sau này nó có chương trình dạy học theo cái kiểu mà nó chia thành những module nhỏ nhỏ như này mà có thời gian thoải mái ấy, đảm bảo các em là các em sẽ giỏi hình hết, gọi là phải cải thiện khả năng học hình. Đấy, phải là đánh máy lại hai cách đây. Cách đầu tiên là dùng định lý ba đường vuông góc, một đường thẳng vuông góc với đường xiên thì vuông góc với hình chiếu ngược lại. Đấy, cách thứ hai là chúng ta dùng như này,
SA vuông góc bằng ABC này, SA vuông góc với BC này. BC vuông góc SA chứng minh trên, BC vuông góc SB do tam giác SBC vuông tại B. Suy ra BC sẽ vuông góc với mặt phẳng chứa SA và SB. Và AB lại thuộc vào mặt phẳng này thì suy ra AB sẽ vuông góc này. BC vuông góc AB. Cách giải thứ ba. Đây, như vậy là BC sẽ vuông góc với hai cạnh của một tam giác. Hai cạnh của tam giác SAB, do đó nó phải vuông góc cạnh thứ ba, tức là BC phải vuông góc với AB. Bài toán là giải quyết xong. Đấy, thì sau đây là bài kiểm tra chúng ta cũng khác nhau một tí như này, nhưng mà đều được điểm tối đa cả, chả có gì cả. Chính vì giáo viên mà chúng ta cứ ép chúng ta là phải làm như này, phải làm như này, thì nó dẫn tới chúng ta là rời tay của giáo viên ra, là không biết làm nữa. Đấy, ở đây giáo hướng dẫn chúng ta cả ba cách, cách nào cũng hay cả. Một cái sử dụng định lý ba đập vuông góc, một cái sử dụng hệ quả, một cái thì sử dụng đúng cái định lý, trực tiếp định lý luôn đường vuông góc với mặt, tức là phải chứng minh vuông góc hai đường. Sau khi có được đường vuông góc với mặt xong rồi thì nó sẽ vuông góc với tất cả các đường thẳng thuộc mặt phẳng đó. Rồi, như vậy ví dụ này được giải quyết xong với ba cách giải khác nhau. Khác nhau là khác nhau tí tí. Bây giờ là phần thứ ba. Góc giữa đường thẳng mặt phẳng. À, chúng ta sẽ có định nghĩa như sau. À, cho đường thẳng D và mặt phẳng alpha. Trường hợp 1, đường thẳng D vuông góc mặt phẳng alpha thì ta nói rằng góc giữa D và alpha bằng 90 độ. Hết cách dựng. Trường hợp 2, trường hợp thẳng D không vuông góc mặt phẳng alpha thì góc giữa D và hình chiếu D phẩy của nó trên mặt phẳng alpha được gọi là góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng alpha. Vậy thì cái phương pháp xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là như thế nào? Ở đây thầy giáo chia ra rõ ba kịch bản. Chia rõ ra ba trường hợp. Sau này chúng ta biết đường chúng ta xác định. Nếu nó vuông góc nhé, thì góc giữa chúng là bằng 90 độ. Nếu nó song song hoặc nằm trên thì góc giữa chúng bằng 0 độ. Trong trường hợp không vuông góc, nó cắt thì chúng ta mới làm như trên. Giả sử nó cắt tại một cái điểm O đi, thì chúng ta sẽ lấy một điểm A trên đường thẳng D này khác U. Đấy, sau đó chúng ta hạ vuông góc xuống thì góc giữa đường thẳng D với mặt phẳng alpha này thì chính là góc giữa đường thẳng D này với cái đường thẳng D phẩy ở phía dưới, tức là đi qua O và đi qua H. Hết. Và xong thế này thì nó chính là góc AOH, bởi vì tam giác đó là tam giác vuông.
À, như vậy nó cho sử dụng rồi, sau này cứ thế mà làm. Có lý thuyết rồi, sau này đỡ phải nói. Cái này là lý thuyết trong trang số 103. Được chưa? Đấy, nếu mà nó rơi vào hai trường hợp đặc biệt ở dưới thì nó sẽ rất dễ nhé. Song song hoặc nằm trên góc 0 độ nhé. Vuông góc là góc 9 độ nhé. Chỉ có trường hợp là không vuông góc mà nó cách cách mà không vuông góc thì phải xác định như trên. Đấy là chúng ta cứ xác định là nó cắt tại cái điểm O này là chốt một điểm đã. Sau đó từ một cái điểm A trên đường thẳng trên này nó khác điểm O, hạ vuông góc xuống. Thì cái góc AOH chính là cái góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Trông thế thôi mà lớp 11, lớp 12 các bài kiểm tra vừa lại chúng ta nhìn rồi đúng không? Đề khảo sát vừa lại có cái góc. Thế mà các anh các chị học lớp 11 lén phén là không biết góc nghĩa là góc nào. Mặc dù trong hình nó cho sẵn, nó gần như là nhìn sẵn rồi. Không xác định. Rồi, sau đây sẽ là ví dụ thứ nhất. À, cho tam giác O à, cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau. Ủa rồi chết rồi. Xác định góc giữa A, B, A, C và sao mình đánh mấy chữ vuông đây nhỉ? Xác định góc giữa AC và mặt phẳng OBC. AC và mặt phẳng. Vuông đâu mà vuông. AC và mặt phẳng OBC. Rồi, ta vẽ hình tưởng tí xem thế nào. Xác định góc giữa AC và mặt phẳng OBC. Chúng ta cần phải xác định góc giữa AC và mặt phẳng OBC. À, muốn thế thì chúng ta phải xem là nó chiếu xuống mặt phẳng ABC được điểm nào. Thế thì cái điểm C này nó thuộc vào cái mặt phẳng OBC. Cho nên là chiếu xuống nó sẽ được điểm C. Một điểm rồi đấy, nó rơi kịch bản mà thầy giáo vừa nói đấy. Bây giờ mình phải chiếu điểm A xuống được điểm nào. Nhìn thấy điểm nào, bài này xong luôn. À, điểm A chiếu xuống thì được điểm O, thế có phải mình dựng hình cái là xong. Như vậy là góc giữa AC với mặt phẳng OBC chính là góc giữa AC và OC thôi. Thì nó chính là góc này. Trông thế thôi mà không học cẩn thận ra về sau cứ không hiểu đâu ra. AC, OC bởi cái tam giác nó vuông ở đây. Chắc chắn góc này nó không nhọn.
Thế sau này mà người ta cho cạnh vào đây thì chúng ta sẽ tính được cái góc cụ thể. Bây giờ nó yêu cầu chỉ là xác định góc thôi. Bước 1 là phải xác định được góc, bước 2 là nó mới tính. Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta trình bày thế nào? Ta có OA vuông góc với OB. OA vuông góc với OC. Giả thiết. Thế thì sao? Chúng ta sẽ suy ra được OA vuông góc mặt bằng OBC. OA vuông góc mặt bằng OBC. Vuông góc mặt bằng OBC thì sao? Vuông góc mặt bằng OBC thì sao? Thì là hình chiếu của AC lên lên là cao. Nếu mà không biết dùng từ thì chúng ta có thể xây từ này bằng từ trên trên mặt bằng OBC là điểm nào, là cái gì? A chiếu xuống thì được O mà C chiếu xuống thì được C, đúng chưa nào? Bây giờ mới quan trọng, cái quan trọng hình chiếu vuông góc của đường xuống đúng không? Rồi từ đây ta mới suy ra góc giữa giữa AC với mặt phẳng OBC. Và mặt phẳng OBC chính là góc giữa AC và hình chiếu vuông góc của nó, tức là AOC, tức là OC. Góc giữa AC và OBC chính là bằng góc giữa AC và hình chiếu vuông góc của nó, và hình chiếu vuông góc của nó chính là OC. Đấy. Thế nhưng mà đề bài nó ở chỗ này nó vuông rồi. Đấy. Cho nên là chính là bằng góc ACO. Vẫn được giải quyết rồi. Xong rồi. Quá dễ luôn. Đúng không? Mình phải có những bài dễ này mình mới hiểu được, sau đó mới vào bài khó. Bùng phát vào bài khó ngay thì là 10 người thì 6 7 người không hiểu gì. Được chưa? Rồi. Như vậy chúng ta đã có được ở đây là ACO. Xong. Được chưa? Rồi, bây giờ ví dụ 3.2. Hình chóp tứ giác đều SABCD xác định góc giữa SC và mặt phẳng ABCD. Xin mời. Thấy thầy giáo toàn đưa ra những câu hỏi hóc búa rồi. Hãy
Trong cái phần hình, phần học hình học cuối năm của lớp 11 nhé, toàn những phần triết người, phải học thật, thì khoảng cách nó cũng dính, góc nó cũng dính. Thì chọn tam giác đều là thế nào? Chỉ thì chọn tam giác đều là thế nào? Rồi, khi đề bài cho hình cho tứ giác đều, chúng ta vẽ hình như sau nhé. Biết vẽ hình thì bài này nó nằm trong tầm tay, trong vòng một nốt nhạc, giải rất là dễ dàng. Nói là dễ cực luôn đấy. Để vẽ hình chóp tứ giác đều, chúng ta sẽ vẽ đấy là hình bình hành, mặc dù nó là hình vuông nhé. Vẽ đấy là hình bình hành, thực ra đấy nó là hình vuông. Sau đó chúng ta tìm giao điểm của hai đường chéo. Sau đó dựng thẳng đứng lên. Nối xuống, thế là xong hình chóp tứ giác đều. Đã dựng hình xong. Rồi, cái hình chóp đều này có lẽ là một số em cũng chưa biết, nhưng mà định nghĩa của hình chóp đều là hình chóp là có đáy là một đa giác đều, có chân cao trùng với tâm đáy, thì đó gọi là hình chóp đều. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều, có chân đường cao trùng với tâm đáy. Vậy nếu như mình hạ SH vuông góc với mặt phẳng ABCD thì lập tức mình sẽ suy ra H chính là tâm đáy. Tâm đáy là hình vuông ấy, tức là H chính là chính là giao điểm của hai đường chéo. Như vậy là trung điểm của AC và của BD nữa. Tôi thấy xong rồi, sau khi vuông xong góc xong rồi thì bây giờ xác định góc giữa SC và ABCD thì xác định như nào? S chiếu xuống, S chiếu xuống thì chúng ta sẽ được điểm H, C chiếu xuống chúng ta được điểm C. Như vậy góc giữa SC với mặt phẳng ABCD bằng góc giữa SC và hình chiếu vuông góc. Được chưa?
Cái câu này thì không. Từ đây chúng ta suy ra hình chiếu vuông góc. Vuông góc của SC xuống mặt phẳng ABCD chính là HC, được chưa? SC hạ vuông góc xuống là HC, được chưa? Là HC. À, do đó góc giữa SC và mặt phẳng đáy ABC thì chính là bằng góc giữa SC và HC. Góc giữa SC và HC thì chính là bằng góc SCH. Bằng góc này này. Sau này nhiều bài sẽ phải dùng đến cái ngày hôm nay chúng ta bài làm ấy. Rất nhiều bài ngày hôm nay sẽ sau này còn dùng đến đấy. Nó hỏi là góc giữa cạnh bên với đáy này cứ ớ người ra không biết làm thế nào, cười thối mũi. Góc giữa cạnh bên và đáy, ví dụ góc giữa cạnh SC và đáy thì là góc thực chất trong bài là SCH, nhưng thực chất nó cũng chính là SCA. SCH nhưng cũng chính là SCA. Thế thì căn cứ vào đề bài nó cho cạnh như nào thì mình sẽ tính hay mình tính nốt. Ví dụ như nó cho cạnh đáy bằng A, đường cao bằng B chẳng hạn, thì mình có thể tính được góc này. Cạnh đáy bằng A thì hoặc là đường cao của nó bằng bằng a nhân với căn 3 chẳng hạn, thế là chúng ta đi tính cái góc đó bằng cùng hệ thức lượng chúng ta ra vuông. Xin đi học cốt không ngừ tam đoàn kết của ta kết đoàn vân vân, được chưa nào? Rồi như vậy câu này đã được làm xong, đến đây là đánh máy lại cho nó đẹp. Ở trong bài thầy lại ký hiệu là ô. SCO anh dễ chưa? Quá dễ luôn. Bây giờ là ví dụ, đây là ví dụ sách giáo khoa đấy. Đấy, tức là mình phải làm loại bài dễ trước thì mới sang bài sách giáo khoa mới làm được. Phát vào bài sách giáo khoa 10 người 8 người không hiểu gì. Bài sách giáo khoa cũng, bài sách giáo khoa là bài rất kinh điển. Sau này có một số bài dùng đến, một số bài tập dùng đến. Nhưng theo thầy thì nên hỏi những câu hỏi khác nữa. Hỏi thế này là học sinh, sinh viên, học sinh không làm được. Chóp này con đáy là hình vuông cạnh bên SA vuông góc với đáy yêu cầu MN lần lượt là hình chiếu của A lên trên SB và SD, tính góc giữa SC và mặt phẳng. Câu này hỏi hơi 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 quái không? Mình học hình mà một hôm thì không đi nhiều được bài hình đâu. Giải tích thì có thể làm được rất nhiều câu, đại số hình học thì không được. Câu này về sau có rất nhiều bài tập trích nó ra để làm. Cháu có thể trích cho thêm vài câu nữa cho xem.
mà là chân đầu vuông góc. Nhất về thì nhận đi. Đầu tiên chúng ta phải đi cái gì? Tính góc giữa SC và AMR. Bài này vì nó khó bởi vì là người ta cắt hết đi một đoạn rất là dài. Đấy, chúng ta sẽ mục đích của chúng ta sẽ là chứng minh thực chất là sẽ đi chứng minh SC vuông góc mặt phẳng AMN. Đấy, trong bài nó cắt nhiều câu đi cho nên chúng ta sẽ thấy nó rất là khó. Thì xuất phát từ cái câu như sau. SA là vuông góc mặt phẳng đáy. Suy ra là SA nó sẽ vuông góc với BC. Tất nhiên là SA sẽ vuông góc với CD nữa. Rồi, thì bây giờ giáo viết ngược lại nhé. BC vuông góc với SA. BC vuông góc với AB. Vì ABCD là hình bình hành A hình chữ nhật. À thôi, hình vuông. Thì từ hai cái này chúng ta suy ra cái gì? Trình bày nó từ nó đầy đủ, ta có BC vuông góc SA chứng minh trên, BC vuông góc AB vì cái đáy là hình vuông, từ đây chúng ta suy ra BC sẽ vuông góc với MN. BC vuông góc MN, BC là vuông góc. Đúng rồi, BC vuông góc MN. À, không phải MN mà là AM. Bởi vì AM nó thuộc vào trong cái mặt phẳng này mà. À, mình viết thêm tí nữa cho nó rõ. BC vuông góc mặt phẳng SAB, được chưa? Nhớ có phải cái đoạn này nó giống như cái bài mình thì mình vừa làm ở phía trước không? À, suy ra là BC sẽ vuông góc mặt phẳng SAB. Nhưng mà AM thì lại chui trong cái mặt phẳng này. Mặt khác AM lại chui trong mặt phẳng này cho nên chúng ta suy ra AM sẽ phải vuông góc BC. Đấy, chứng minh bài này nó hơi dài. AM vuông góc BC nhưng mà chúng ta lại có AM vuông góc với lại SB nữa, tại bài bảo kẻ thế mà hình chiếu vuông góc mà. Hình chiếu AM vuông góc SB. Từ đây chúng ta suy ra là AM sẽ vuông góc mặt phẳng SBC. Một đường thẳng vuông góc với hai cạnh, hai đường thẳng cắt nhau trong mặt phẳng thì vuông góc mặt phẳng. Mà AM vuông góc BC thì AM sẽ vuông góc với SC. Hoàn toàn tương tự như thế, các em chứng minh AN cũng vuông góc SC. Suy ra là SC sẽ vuông góc mặt phẳng AMN. Câu A câu B chả liên quan đến nhau. AM vuông góc SC được chưa? Rồi, hoàn toàn tương tự các em sẽ chứng minh AN vuông góc SC. Cái đấy mình phải về mình phải luyện. Tương tự AM sẽ vuông góc SC. Chứng minh hoàn toàn tương tự luôn đấy. Tương tự AM vuông góc SC. Thế thì sao? Thế thì chúng ta sẽ suy ra được AN. Viết đảo ngược lại nhé. SC vuông góc với AM. SC vuông góc với AN. Suy ra SC vuông góc mặt phẳng AMN. Vậy góc giữa chúng là bằng 90 độ.
Hết câu thứ nhất. Bài mà hỏi rất quái quá. Nhưng mà cách giải của bài này về sau là nhiều bài dùng đến. Cứ nói hình chiếu vuông góc xuống là xử lý kiểu này. Thế còn cái câu thứ hai thì câu thứ hai không liên quan gì câu thứ nhất. Câu thứ hai không liên quan đến câu thứ nhất. Nó bảo là tính góc giữa SC và mặt bằng đáy. Thế thì mình vừa mới chứng minh SA. À quên, không phải chứng minh mà giả thiết cho S chiếu xuống thì được điểm A. C chiếu xuống. C chiếu xuống thì được điểm C. Như vậy là hình chiếu vuông góc của SC trên mặt phẳng ABCD chính là S chiếu xuống được A. À đúng chưa nào? Từ đây suy ra góc giữa SC và mặt phẳng ABCD chính là bằng góc giữa SC và AC, SC và AC. Góc giữa AC, SC và AC. Nhưng mà cái tam giác SAC nên là nó vuông ở A. À, SA vuông góc với đáy. Xong sách giáo khoa nó cho luôn đấy, cho luôn góc bằng cái gì đấy, em nhìn này. Đó chính là dọc thứ sáu từ dưới lên trang 103. Cho luôn thì mình được quyền sử dụng chị. Chính là bằng góc SCA. Nếu mà hôm nào giáo viên ở trên lớp yêu cầu phải nói rõ hơn thì phải báo nhắn lại thầy nhé. Bình thường là theo cái kiến thức này ở trang thứ sáu 103 dòng thứ sáu từ dưới lên là nó công nhận luôn. Phi là góc giữa D và alpha thì góc AOH bằng góc phi xem hình 3.28. Thì bây giờ vấn đề đặt ra là chúng ta đi tính cái góc này. Thế thì SA đề bài cho chưa? SA đề bài cho là A căn 2. AC cho chưa? Chưa cho, nhưng mà cái hình này là hình vuông cạnh bằng A thì đường chéo bằng A căn 2. Cái này là A căn 2, cái này là A căn 2. Tam giác này tam giác cân vuông cân. Vậy góc này 45 độ. Bài toán được giải quyết xong. Chứng minh của nó nằm trong sách khoa rồi nhé. Thầy giáo phải giải thích thêm cho các em rõ. Chứng minh có nằm trong sách giáo khoa rồi. Quên, có một câu quan trọng lần trước là SA vuông góc mặt phẳng đáy. Thích thêm một chút nữa. SA vuông góc với mặt phẳng đáy thì mới dẫn tới được SA vuông góc cái kia nhỉ. Bổ sung thêm tí nữa sao dễ. Và tất nhiên thầy có câu hỏi thêm rồi. Phải thêm một chi tiết này. SA vuông góc với mặt phẳng ABCD trên SA vuông góc với SA sẽ vuông góc với BC. Tất nhiên là SA còn vuông góc với lại còn cái dưới là cái gì nhỉ? À không, cái dưới không cần, nó là tương tự. Dịch lại các bạn. Ôi chết rồi, hình là mà không sao. Đây, bổ sung thêm cái đoạn này. Đấy, SA vuông góc BC mình đảo ngược lại là BC vuông góc AB này, BC vuông góc SA này. Suy ra là BC vuông góc mặt phẳng SAB. Suy ra BC vuông góc AM này. Bởi vì AM nó nằm trên mặt phẳng này.
vân, chứng minh trong sách giáo khoa là chuẩn rồi. Nhưng bây giờ thầy có thể hỏi thêm được cái câu này, ba câu hỏi thêm dành cho bài tập về nhà cho các em. Thứ nhất là chúng ta chứng minh rằng MN song song AC. Thứ hai là tìm giao điểm của SC với mặt phẳng AMN. Thứ ba là tính AM và AN. Xin mời. Ba cái câu hỏi của thầy dưới này nó liên hệ mật thiết, đặc biệt câu hỏi cuối cùng thì liên quan đến vấn đề góc khoảng cách sau này. Thầy hỏi câu hỏi không thừa đâu. Đây là ví dụ cuối cùng trong sách giáo khoa ở trang 104. Nhưng thầy đã hỏi thêm vài câu nữa để sau này chúng ta sẽ có lúc dùng đến. MN là song song AC này, tìm giao điểm của AC, SC và AMN, tính AM và được chưa? Rồi, các em thân mến, như vậy bây giờ là 10 giờ 41 phút chương trình học, buổi học ngày hôm nay chúng ta dừng ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tuần sau. Tuần sau nếu có gì không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ học trực tiếp. Xin chào các em.